Xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay tranh thủ sửa một chiếc xe điện cân bằng cho khách nhé. Thì xe này chết mạch thì tôi sẽ hướng dẫn tất cả anh em cách thay thế luôn nhé. Thì nó cũng không có gì là phức tạp cả nhá anh em nhé. Thì đây là cái bo mạch mới này. Trên tay tôi là bo mạch mới này. Đây là xe này xe cân bằng và gồm hai bo mạch chính nhá. Bo mạch chính thì tức là hai bo mạch chính tức là hai bo đều có công suất ở trên này. Bây giờ tôi sẽ tiến hành thay nhé. Em sẽ tháo cái bo hỏng ra. Rồi chúng ta sẽ lắp cái bo mới vào nhá. Đây là bo mới này. Sau khi lắp cái mạch chính vào chúng ta sẽ cắm cái rắc cảm biến anh em nhé. Đây là rắc vị trí này, rắc cảm biến này. Chúng ta sẽ cắm từ trái sang phải nhé. Rồi. Và theo cái màu trên này chúng ta sẽ cắm này. Vàng, xanh dương, xanh lá này. Vàng này. Đấy. Tiếp theo là xanh dương này. Rồi xanh lá này. Rồi, tương tự rồi tôi sẽ tháo cái mạch như này đó. Anh bảo nó mang sang là kiểm tra cho anh cái thành không? Thank you.
Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ lắp 3 pha động cơ nhé, dây động cơ trước, cứ lần lượt như vậy. Đây, rắc cảm biến này, chúng ta sẽ cắm vào rắc này nhé, tính từ trái sang phải này. Rồi, sau đó lại lần, sau đó chúng ta sẽ cắm cái màu dây tương tự như vậy này, vàng, xanh dương, xanh lá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ luồn cái dây này, luồn dây rắc này, rắc luồn sang nhé. Chúng ta có tháo lên đâu chúng ta sẽ lần lượt làm đấy nhé. Rồi đây chúng ta sẽ có một cái dây nối này, dây nối từ hai bên này. Chúng ta sẽ cắm một cái rắc màu xanh này nhé. Rồi chúng ta sẽ cắm sang cái mềm bên xanh bên này nhé, bên cạnh nhé. Đây cũng tựa ở cái rắc màu xanh này. Đấy. Rồi tiếp theo là rắc nguồn nhé, rắc nguồn ở mềm bên trái này. Chúng ta sẽ cắm sang bên dây mên bên phải nhé. Rồi. Đây, trên tay tôi là hai rắc nguồn theo mên đây. Chúng ta sẽ cắm vào dây đây nhé. Ở đây nó có thiết kế cho con chúng ta là cái rắc đực của rắc cái này, chúng ta có cố tình cắm ngược không cắm được nhá. Thì đây tương tự như vậy, đây là sẽ là giật chân âm này. Nếu mà chúng ta mà không biết chính xác thì chúng ta có thể lấy dây đo thông mạch âm tụ này, cái chân này nó sẽ thông nhau này. Đấy, để chúng ta cắm vào nhá, cắm một đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ cắm lần lượt các cái dây chức năng nhá. Chúng ta sẽ cắm lần lượt các dây chức năng ở đây. Ví dụ như rắc âm pin này. Rồi đây nhá, bên thì chúng ta đã xong phần này nhá. Còn đây là ba phần này, dây chức năng, dây đèn thôi. Thì đây, ở đây chúng ta sẽ có dây đèn này, dây đèn ở phần phía trên này. Chúng ta rút ở phần ở bên cũ đưa sang này. Đấy, rồi tiếp theo là dây đèn biên viền này. Đèn viền chúng ta rút đưa sang này. Tiếp theo này, dây đèn bên trên này, chúng ta rút cắm nốt vào đây là xong. Đây ba dây đèn nhá. Rồi như vậy là xong rồi nhá. Còn cái dây công tắc ngoài, chúng ta sẽ có cái dây công tắc và dây phím bấm này và dây chân sạc nhá. Chân sạc chúng ta lưu ý này, ở đây này, ở cái rắc nguồn đây này, chúng ta sẽ đo để thử xem chân nào chân âm nguồn nhá. Đây như vậy chân bên trái này là âm nguồn này, chân này chính là cái chân sạc của pin nhá, chân âm này. Đấy như vậy chân âm, nếu trường hợp mà chúng ta lắp vào chân âm này thì chúng ta phải lưu ý nhá, phải đo cho chính xác nhá. Nhiều có thể bên đôi khi cái mên mình thay nó có thể nó không đúng. Đây như vậy chúng ta rút, đây là chân của cái chân cắm của chân sạc này, chân sạc pin này. Đấy như vậy là đúng luôn rồi nhá. Tiếp theo này là rắc này, là rắc chân nút bấm power này, nút nguồn này, và cuối cùng cái nút đỏ này chính là rắc cấp cho mạch bluetooth nhá, hoặc là mạch loa nhá. Đấy, như vậy chúng ta cắm vào là xong thôi. Đấy rồi xong. Tương tự như vậy bây giờ cái mên còn lại này chúng ta sẽ cắm các cái rắc nguồn này luôn này. Đây rắc phím nguồn cấp cho con đèn nhá.
Đấy, như vậy là xong rồi đấy. Giờ chúng ta sẽ gia cố và cấp nguồn cho mạch nữa là xong rồi. Giờ chúng ta sẽ lắp cái xe này vào và reset lại mạch là chạy cho các anh em nhé. Thế thôi, được rồi.